Chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn cách thức để các bạn vào cái chứng từ điều chuyển kho. Trong công ty hoặc một đơn vị như thế thì có thể có nhiều kho và chúng ta luân chuyển vật tư từ kho này sang kho kia. Chúng ta sẽ sử dụng cái chức năng là cập nhật cái phiếu xuất điều chuyển. Chúng ta vào mục kho ở trên màn hình, chúng ta chọn chuyển kho. Ở đây các bạn lưu ý là một trong số các cái trường hợp mà chuyển kho thì nó cũng có những cái yếu tố nhất định. Tức là có thể chuyển vật tư từ kho này sang kho khác, nhưng mà cũng có thể là các bạn chuyển từ nguyên vật liệu sang thành hàng hóa để có thể là đưa vào để bán. Đối với một số công ty thì khi mà kinh doanh các cái loại vật liệu xây dựng ấy thì có thể người ta sẽ sử dụng nguyên vật liệu dùng để xây dựng thi công các công trình, nhưng cũng có thể bán đi cái nguyên vật liệu đấy. Thì một số các trường hợp các công ty thì người ta để nguyên nguyên vật liệu để mang đi bán và thực hiện trong cái phiếu hóa đơn bán hàng, nhưng một số công ty thì người ta lại áp dụng cái cách thức là chuyển từ tài khoản 152 sang tài khoản 156 để có thể là mang cái vật tư đấy thành hàng hóa để có thể bán. Chúng ta chọn nhập mới một cái chứng từ, chúng ta chọn người thực hiện chuyển từ kho này sang kho kia thì có thể là kế toán vật tư. Các bạn có thể ghi vào là người thủ kho xuất là tên là ai đấy. Ta ghi xuất điều chuyển từ kho công ty đến kho công trình. Phương tiện vận chuyển là ví dụ như ở đây là xe tải, biển số nào đấy. Lệnh điều chuyển nếu có, ngày của về việc gì, ngày 24 tháng 10 chẳng hạn. Chúng ta có thể ghi vào trong các cái trường hợp là xuất mà lại xuất điều chuyển cho kho khác. Ở đây chúng ta chọn mã hàng điều chuyển, ví dụ như ở đây là quần kaki nam, chúng ta điều chuyển từ kho thành phẩm đến kho hàng hóa. Thế là các bạn lưu ý là cái tài khoản nợ ở đây ấy, là cái tài khoản nợ là 156 thì chúng ta chuyển thành phẩm hoặc là nguyên vật liệu. Ở đấy thì chúng tôi lấy ví dụ ở đây, nhưng các bạn lưu ý là khi mà điều chuyển nếu không có sự thay đổi gì ấy, thì các bạn vẫn để nguyên tài khoản. Ở đây chúng ta điều chuyển số lượng là ví dụ như 2.500 sản phẩm. Đơn giá thành tiền các bạn có thể bỏ trống này, tính giá bình quân nó sẽ tự động tính cho các bạn. Chúng ta chọn lưu. Các bạn như vậy là các bạn đã lập xong được một cái chứng từ điều chuyển kho, thì các bạn có thể vào cái bảng tổng hợp nhập tồn để các bạn kiểm tra.